Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ninh khoảng 600 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão, mạnh cấp 16, từ 184 đến 201 km/h, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15 đến 20 km/h. Dự báo do ảnh hưởng của bão trên biển, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11 đến cấp 14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15, 16, giật cấp 17, biển động dữ dội. Từ khoảng trưa ngày 6 tháng 9, vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh dần lên từ cấp 6 đến cấp 7. Từ tối và đêm ngày 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh lên từ cấp 8 đến cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng cao, gió bão từ 0,5m đến 1,8m. Vào chiều và đêm ngày 7 tháng 9 và nước rút do bão khoảng 0,5m đến 1m. Xuất hiện vào sáng ngày 7 tháng 9, các khu vực neo đậu tàu thuyền, khi nuôi trồng hải sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng, rút do bão. Các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông đề phòng nguy cơ ngập do nước dâng và sóng lớn. Trong hôm nay, ngày 6 tháng 9, ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, do tác động bên ngoài hoàn lưu bão số 3. Từ đêm ngày 6 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng ở các vùng biển trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở trên sườn dốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ. Theo dự báo bão, ngày 6 tháng 9 của các tổ chức quốc tế và quan sát ảnh mây vệ tinh hồng ngoại, có thể thấy mắt siêu bão số 3 Yagi vẫn đang cực kỳ sắc nét, đường kính lên đến 30 km, với đối lưu xung quanh tâm bão diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp Mỹ cho biết, sức gió của bão đã lên đến 240 km/h, giật 280 km/h. Quan sát trên ảnh mây vệ tinh hồng ngoại, có thể thấy rõ rìa hoàn lưu xa phía tây của siêu bão đã bao trùm gần như toàn bộ khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Trung Bộ và một phần ven biển đất liền, các tỉnh phía Bắc và Bắc miền Trung Việt Nam. Thưa quý vị, không thể phủ nhận, mạng xã hội là một trong những giải pháp công nghệ hữu hiệu trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Tuy nhiên là thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo trực tuyến thông qua các tài khoản mạng xã hội ngày càng gia tăng đến mức trầm trọng. Vâng ạ, bên cạnh đó thì những hành xử kém văn minh trên không gian mạng, các hoạt động quảng cáo xuyên biên giới, mua bán hàng online tại nước ta cũng có những diễn biến phức tạp. Điều này khiến cho các đề xuất phải định danh tài khoản mạng xã hội xuất hiện ngày một nhiều hơn. Là một trong những nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng trên mạng xã hội, với hơn 4 triệu lượt follow trên TikTok, anh Đàm Minh Đức cảm thấy việc định danh tài khoản mạng xã hội là cần thiết. Ngoài những bình luận tích cực thì anh Đức cũng từng nhận cơn mưa bình luận tiêu cực từ những tài khoản vô danh công kích. Thì cái việc mình định danh cái tài khoản mạng xã hội đấy, thứ nhất đó là để cho chính là cái hành động đó bảo vệ cho chính cái người dùng, tránh khỏi những cái trường hợp như là bị lừa đảo. Đấy, và bên cạnh đó nữa, đó là nó xây dựng cho cái cộng đồng mạng xã hội nó lành mạnh hơn, khi mà những cái người dùng mạng xã hội ấy, chính bản thân họ sẽ có những cái ý thức hơn về những cái hành vi và những cái hoạt động của mình ở trên mạng xã hội. Không chỉ anh Đức mà những người sử dụng mạng xã hội như chị Vũ Thùy Linh cũng cảm thấy không vui khi xem phải những thông tin tiêu cực. Đặc biệt, chị Linh cũng từng bị lừa đảo khi tìm việc làm thêm trên mạng xã hội nên rất ủng hộ đề nghị định danh tài khoản. Đôi khi mình cũng gặp phải một số cái bất tiện trong quá trình dùng mạng xã hội. Ví dụ như là mình thường xuyên gặp phải những cái tin nhắn rác, hoặc là hoặc có một hai lần mình bị hack tài khoản Facebook. Và cái điều đó thì rất là mình cũng không thể nào kiểm soát được, và đôi nó cũng ảnh hưởng đến cái an toàn thông tin của mình khá là nhiều.
Đó cũng là lý do Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Một trong những nội dung được dư luận quan tâm đó là quy định về xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội thông qua số điện thoại di động tại Việt Nam. Về mà vấn đề cần thiết của việc định danh tài khoản trên mạng xã hội thì theo tôi là phải dựa vào cái mục tiêu. Nếu như mà mục tiêu của chúng ta là để kiểm soát người dùng, kiểm soát nội dung ở trên mạng thì cái vấn đề định danh là đúng là cần thiết để đạt được cái mục tiêu đấy. Nhưng mục tiêu của chúng ta chỉ là hạn chế được cái nội dung xấu độc, nội dung vi phạm pháp luật, nhưng đồng thời là vẫn thúc đẩy được cái tự do biểu đạt và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng thì chúng ta có nhiều các cái giải pháp khác để thay thế. Ví dụ như là thúc đẩy cái việc là xây dựng các cái tính năng để cho người dùng báo cáo nội dung vi phạm pháp luật ở trên mạng, rồi thì chúng ta sẽ giáo dục nâng cao cái kỹ năng sử dụng mạng xã hội của người dùng. Ví dụ như là lựa chọn các cái tính năng về bảo vệ quyền riêng tư, hay là với các mạng xã hội như là YouTube thì chúng ta có thể sử dụng gói trả phí để không phải tiếp xúc được với những cái quảng cáo tràn lan ở trên không gian mạng. Tuy nhiên, thực tế triển khai định danh tài khoản mạng xã hội không phải dễ dàng. Một trong những vấn đề được người dân quan tâm đó là việc bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường Internet. Mình nghĩ là mình sẽ nên tin tưởng vào cơ quan nhà nước khi mà cơ quan nhà nước đã có những cái biện pháp để bảo vệ người dân trên mạng xã hội như vậy thì chắc chắn là họ sẽ đưa ra được những cái giải pháp để có thể không có những cái trường hợp xảy ra như là việc hack nick hay là lộ thông tin. Đấy là mọi người không để ý thôi. Chúng ta đã cung cấp thông tin cho ngân hàng, cung cấp thông tin cho nhiều bên mà họ hỏi chứng minh nhân dân là mình cũng sâu ra rồi. Nhiều khi là mình đi khách sạn, người ta cũng yêu cầu là cung cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, và đương nhiên đều có luật là bảo mật thông tin. Tuy nhiên là nếu mà để mà tìm kiếm thông tin ở trên mạng ấy, và một số cái bên gọi là biết cách tìm kiếm, họ vẫn có thể tìm kiếm hết đầy đủ thông tin của chúng ta. Thế nên là cái việc lo lắng là cần là có, và tôi nghĩ rằng là cần có những cái chế tài cũng như là cần có những cái đảm bảo để cho mọi người có thể yên tâm. Tuy nhiên trên thực tế là tôi thấy cái lợi, cái được về mặt là khi mà chúng ta định danh một cái rõ ràng, chúng ta có những tài khoản định danh trên mạng xã hội, chúng ta có một cái nền Internet trong sạch thì nó sẽ tốt hơn. Đấy. Thực hiện định danh tài khoản mạng xã hội là một hành trình đầy trở ngại, rất nhiều khó khăn và thách thức, nhưng rất cần phải làm. Khi việc định danh tài khoản mạng xã hội được thực thi, sẽ là những mấu chốt tạo ra môi trường mạng văn minh, là một trong những yếu tố quan trọng tạo đà cho sự phát triển của đất nước. Sáng mùng 5 tháng 9, các nhà trường cấp mầm non phổ thông trên cả nước tổ chức lễ khai giảng năm học mới theo tinh thần gọn nhẹ nhưng trang trọng và tươi vui. Gần 2,3 triệu học sinh thủ đô sắp bước vào năm học 2024-2025. Vâng, và để chuẩn bị cho năm học mới và chương trình mới, các trường học đã hoàn tất công tác chuẩn bị về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng như là vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Những ánh mắt trong sáng, những nụ cười hồn nhiên cùng màu áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ của các em nhỏ khối mầm non là một sắc màu vô cùng tươi mới trong lễ khai giảng năm nay của hệ thống trường liên cấp Victoria Thăng Long, Hà Nội. Khai giảng năm nay với nhiều điều mới mẻ đối với ngôi trường này, bởi đây là năm đầu tiên có sự tham gia của cô trò khối mầm non. Rất nhiều tâm huyết, sự yêu thương của các thầy cô cho các bạn nhỏ. Là một trong những giáo viên đầu tiên của trường mầm non Victoria Thăng Long, tôi cảm thấy rất là phấn khởi, vui mừng và cũng có một phần trách nhiệm nhất định ạ. Và khi được tham gia buổi lễ khai giảng ngày hôm nay thì tôi cảm thấy rất là, thứ nhất là về phần hội rất là trường chuẩn bị rất là chu đáo, và đây cũng là một phần hội rất là trang nghiêm và long trọng ạ. Về phần lễ ạ, tôi cảm thấy ở trong phần lễ này thì các con đã được thật sự là tôn trọng và được yêu thương khi các bạn ấy được thể hiện hết mình ở trên sân khấu ạ. Qua một thời gian mà mầm non Victoria Thăng Long đi vào vận hành thì chúng ta quan sát có thể thấy là các bạn học sinh đều rất là vui vẻ đến trường, và chúng tôi nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực từ phía các phụ huynh khi mà mở mắt ra các con không phải là khóc mà là mẹ ơi đi học thôi. Đấy chính là những cái sự động viên vô cùng lớn từ phía phụ huynh và từ phía học sinh dành tặng cho nhà chúng tôi. Đó là động lực, và cũng là việc là phần nào đó đã thể hiện được cái việc là cái mà chúng tôi đang đầu tư, việc mà chúng tôi đang làm cho các con thực sự đang có những cái chất lượng thực sự cho các con và cho các phụ huynh ạ. Trong những năm qua, Victoria Thăng Long đã không ngừng vươn lên trở thành ngôi trường uy tín với những thành tích đáng tự hào.
Mùa hoa thứ 6 đánh dấu sự trưởng thành của ngôi trường cùng với sự khẳng định chất lượng, không ngừng đổi mới và sáng tạo. Vì thấy các con vui tươi như thế thì tự mình cũng cảm thấy là mình được lây cái nguồn năng lượng đó. Và cái buổi khai giảng ngày hôm nay mặc dù thời tiết rất là nóng, thế nhưng mà các con thì vẫn rất háo hức và phụ huynh chúng tôi cũng cảm thấy vui. Chúng tôi tham dự từ đầu tới cuối cũng không cảm thấy có cái gì là quá là nóng như mọi người vẫn lo lắng. Thì chúng tôi cái buổi khai giảng ngày hôm nay là chúng tôi rất hài lòng và đặt trọn niềm tin vào nhà trường, cũng như là kỳ vọng vào một năm học mới các con phát triển tốt cả về trí tuệ, về thể lực. Năm học mới của nhà trường đã bắt đầu bằng thông điệp dạy tốt, học tốt, kỷ luật nghiêm, trách nhiệm, an toàn và hạnh phúc. Thông điệp ấy chính là mục tiêu để thầy cô và các con phấn đấu thực hiện mỗi ngày. Victoria Thăng Long đã khép lại năm mùa hoa đầu tiên và bây giờ đã là một giai đoạn phát triển mới của nhà trường. Vì vậy cho nên là tất cả chúng tôi đều mong muốn cả giáo viên và học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều cất cánh trong năm học mới để hoàn thành mục tiêu sứ mệnh của nhà trường. Và chính vì vậy cho nên là vấn đề đầu tiên và vấn đề quan trọng cốt lõi nhất được đặt ra đó chính là tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của tất cả thầy và trò. Khi có tinh thần kỷ luật và trách nhiệm thì tất cả những mục tiêu của giáo dục, hoạt động dạy học đều sẽ được hoàn thành và đạt được những kết quả rực rỡ trong năm học này. Bước vào năm học mới 2024-2025, mỗi thầy cô sẽ là người truyền cảm hứng, người dẫn đường. Mỗi học sinh sẽ là những cánh chim mạnh mẽ, cùng nhau bay cao trên bầu trời tri thức, vươn tới những chân trời rộng mở.